thi thể Christy Angelica da Serra, Á hậu người Philippines 23 tuổi, được tìm thấy tại bồn tắm trong một khách sạn ở City Garden, Makati, Philippines rạng sáng ngày 1 tháng 1. Theo The Sun, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Christine Angelica da Serra cùng nhóm bạn thuê phòng liền nhau trong khách sạn ở thành phố Makati, Manila, Philippines để đón năm mới. Cả nhóm đã có một bữa tiệc rượu tưng bừng qua đêm. Đến 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1, Romel Galida, một trong những đồng nghiệp của Christine, thức dậy và thấy cô đang ngủ ở bồn tắm không có nước. Thấy vậy, Romel kể đã đắp chăn cho Christine rồi đi ngủ tiếp. Tuy nhiên vài giờ sau đó, anh này nhận ra bạn mình bất tỉnh và bắt đầu tái xanh nên đã gọi cấp cứu. Christine dù được hô hấp nhân tạo, cô vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự sống. Ba người bạn của Christine gồm Romel Galida, Gregorio de Dumen và John de la Serna đã đưa cô đến bệnh viện Makati. Bác sĩ kết luận nữ tiếp viên hàng không đã chết khi đến nơi, báo Anh thông tin. Bệnh viện xác nhận Christine Angelica da Serra ra đi lúc 17 giờ ngày 1 tháng 1 do bị phình động mạch. Các tĩnh mạch trong não của cô cũng bị vỡ. Theo báo cáo, phía cảnh sát phát hiện ra khoảng 11 người đã tham dự bữa tiệc riêng trong căn phòng mà cả nhóm đã thuê. Ba trong số những người này là bạn và đồng nghiệp của da Serra, được cho là có cả đồng tính và lưỡng tính. Chia sẻ với tờ Filipino Star Negayon, Đại tá trưởng Haro Deposita cho hay cơ thể nạn nhân có vết bầm tím và vết cắt trên đùi, đầu gối. Cơ quan điều tra đã triệu tập thẩm vấn 11 người có liên quan đến cái chết của cô. Cảnh sát trưởng thành phố, Đại tá Haro Deposita cho biết 3 trong số nghi phạm đã bị cảnh sát tạm giữ. 8 người còn lại chưa có lệnh tạm giữ. Các nghi phạm đều sẽ bị kiểm tra chất độc và ma túy. Đoạn phim CCTV tại hiện trường cho thấy Christine và một người đàn ông vào một khách sạn riêng. Sáng hôm sau, nạn nhân mới được đưa về phòng ban đầu. Khoảng 10 người dự tiệc trong phòng mà cả nhóm của Christine đã thuê. Một trong những giả thuyết cảnh sát đưa ra là Christine đã bị hiếp dâm hoặc cưỡng hiếp tập thể, do khám nghiệm thi thể ban đầu cho thấy có quan hệ tình dục. Cảnh sát cũng đang chờ báo cáo về chất độc xem nạn nhân và nhóm bạn bè có dùng ma túy hay rượu hay không. Nguồn tin cho biết, Christine Angelica da Serra sinh năm 1997 trong gia đình có 4 người con. Cô có trình độ học vấn tốt, tốt nghiệp Đại học Philippines ở Mindanao, chuyên ngành truyền thông. Sau đó, làm việc với vai trò một cộng tác viên tiếp thị tại Gaisano Malls tại nhiều khu vực khác nhau. Năm 2017, cô giành Á hậu 1 Miss Silva Davao, Hoa hậu thành phố Silva Davao. Năm 2019, cô thi Mutian Davao và vào vòng chung kết nhưng không được giải cao. Từ tháng 5 năm 2019, cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không của hãng Pan Express rồi chuyển đến sống tại Pasay, Metro Manila, Philippines. Chuyến bay cuối cùng cô tham gia là chuyến ngày 28 tháng 12. Vào đêm 31 tháng 12 năm 2020, cô gọi cho mẹ mình ở thành phố General Santos và nói rằng cô sẽ đi chơi đêm giao thừa với bạn bè và đồng nghiệp. Cô thậm chí còn gọi video call cho mẹ lúc hơn 1 giờ sáng, sau đó tắt máy. 12 giờ sau cuộc gọi đó, gia đình được một người bạn của Christine, người cùng ở cùng khách sạn với cô, thông báo rằng cô đã chết. Vụ da Serra bị cưỡng hiếp và giết gây xôn xao dư luận và tạo phản ứng mạnh mẽ trong công chúng liên quan tới các hành vi hãm hiếp, bạo lực gia đình và lạm dụng, thường được lên kế hoạch hoặc thực hiện bởi bạn thân hoặc thành viên của gia đình nạn nhân. Ngay sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái chụp cùng nhóm bạn. Nhiều người sau đó vào cảnh báo, đừng quá tin tưởng vào bạn bè của bạn, đặc biệt là đàn ông. Hoặc đừng đổ lỗi cho nạn nhân vì cô ấy say rượu hoặc mặc váy. Dư luận còn nhận định những bức ảnh cho thấy nhóm bạn trông bình thường như thế nào mà không có dấu hiệu nào cho thấy thảm kịch sắp xảy ra.